Chào các mẹ, như thường lệ mình lại gặp nhau vào một tối cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật vào lúc 8 giờ. Thật ra thì hôm nay mình để like là 8 giờ 30 phút đúng không? Mình vào sớm một chút để mình đợi các mẹ, và có gì chúng ta sẽ bắt đầu sớm một chút nha. Chủ đề ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu trước, mình sẽ nói về adenovirus cho các mẹ để các mẹ có được những cái kiến thức cơ bản nhất và cũng cần thiết nhất về adenovirus để chúng ta có thể đối mặt với nó ấy, một cách gọi là gì nhỉ? Bình thản, bình tĩnh thì cũng không đúng. Tức là một cách mà có đầy đủ sự chuẩn bị, tức là đã có sự chuẩn bị trước rồi để không phải là quá lo lắng hay sợ hãi trước adenovirus này, trước những thông tin xoay quanh adenovirus. Tại thực ra thì đúng là nó là một con virus mà gây nhiều vấn đề bệnh lý cho bé thật. Tức là cũng có nhiều vấn đề đáng lo thật, có thể có những cái biến chứng mà khi mà nghe thấy thì các mẹ sẽ rất lo sợ. Tuy nhiên, mình sẽ hiểu rõ hơn là khi nào thì mới có những cái biến chứng đấy, sẽ thường gặp trên đối tượng nào, bởi vì thực ra không phải tất cả các bé nhiễm adenovirus thì đều để lại biến chứng hay di chứng đâu. Đa phần thì cái adenovirus này khi mà nhiễm thì các bé sẽ vẫn gọi là gì nhỉ, sức khỏe ấy. Thường là các bé sẽ hồi phục hoàn toàn, chứ chỉ có một số đối tượng đặc biệt, ví dụ như trẻ sơ sinh hay là những bé mà kiểu có suy giảm miễn dịch thì chúng ta mới lo ngại đến cái vấn đề mình đợi khoảng 2-3 phút nhá để mình bắt đầu vào nhá. Lúc mình đang để slide mà slide đâu mất rồi. Hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng của Hà Nội. Mình sẽ chia sẻ slide lên. Trong lúc đợi các mẹ thì có thể mình sẽ xem luôn bình luận của các mẹ nhá, để xem có gì trả lời được trước khi mở màn về adenovirus không. Mẹ Hạ Diệp: chị ơi, bé nhà em 3 tháng tuổi nhưng thời tiết nắng mưa thất thường lại bị ho húng hắng thì phải làm sao ạ? Mặc dù em vẫn giữ ấm cho con và không ra gió. Thực ra 3 tháng tuổi thì là cái giai đoạn mà bé vẫn sẽ gọi là dễ có những cái ví dụ như ho các thứ ấy, khi mà có thay đổi thời tiết. Thực ra thì nếu mà bé chỉ ho húng hắng mà không ho quá nhiều, tức là chỉ thỉnh thoảng ho một vài tiếng không ảnh hưởng gì đến gọi là sinh hoạt ăn ngủ nghỉ của bé, bé cũng không quấy khóc, thì thực ra mẹ cũng không cần phải quá lo lắng. Bé ho húng hắng lên thì mình đoán là chưa ho đờm đâu, chỉ là ho do đổi thời tiết thôi. Thì mình sẽ tăng cho bé bú nhá. Cái đấy là cái quan trọng nhất, là tăng cho bé bú. Với bé 3 tháng tuổi đấy, bé đủ nước thì bé sẽ đỡ, còn ho húng hắng thì do thay đổi thời tiết thì trừ khi là nó tăng cái tần suất hay là có những cái vấn đề gì phát sinh thêm ấy, thì mới cần sử dụng thuốc cho bé, như là dùng thêm siro ho nếu tần suất ho tăng lên một chút, hoặc dùng thêm những cái loại như là kháng histamine nếu bé ho do kích ứng ấy, như Aerius ấy, các thứ đó. Nhưng mà thực ra thì nếu bé chỉ ho một vài tiếng trong một ngày và không ảnh hưởng gì hết thì cũng không phải quá lo đâu em ạ. Cái này nó là bình thường ở các bé thôi. Cũng không cần phải gọi là quá giữ con quá đâu. Các bé có thể ra ra gió một chút, gọi là ra ngoài môi trường một chút để gọi là làm quen với môi trường đó. Tức là sẽ trộm vía sẽ dặn dày hơn. Tí nữa mình sẽ giải thích cho các mẹ là thực ra cái việc cho bé ra ngoài hay tiếp xúc với môi trường cũng là một trong những cái cách để giúp cho là tăng cái gọi là tăng cái đề kháng cho bé đó. Như cái con adenovirus này này, nó sẽ có cái giả thiết liên quan vấn đề đấy, thì tí nữa mình sẽ để nói ở phần sau cho nó gọn nhé.
À, chắc là mình cũng sẽ bắt đầu dần thôi nhỉ. Các mẹ vào sau thì sẽ xem tiếp cái phần mà mình đang chia sẻ, và hoàn toàn là live này của mình thì sẽ gọi là các mẹ có thể xem lại bất cứ lúc nào ấy. Mình có sẽ đẩy cả lên page nữa, trên page thì các mẹ sẽ gọi là dễ tìm hơn, và chỗ phần tìm kiếm là sẽ tìm thấy. Còn trên trang cá nhân thì chắc là sẽ vào phần video, nó sẽ tìm khó hơn ở trên page một chút. Mẹ Hạ Diệp hỏi chị là nếu sử dụng siro ho thì dùng loại nào ạ? Thường như cá thì đợt trước thì chị hay dùng Prospan, nhưng mà nó là dịch chiết là thường xuân đấy. Nhưng mà có một đợt thì tức là ban đầu dùng thì ok, nhưng sau đấy thì cá kiểu không còn nhạy với, không hợp với Prospan nữa. Thì chị hiện tại là đang đổi sang Cellitos. Để xem nào, chị sẽ đang bình luận nhá. Chị lọ Cellitos của cá thì là đang để dưới nhà nên không cho em xem được. Thì chị thấy cá dùng, tức là nó cũng là dịch chiết là thường xuân, nhưng chắc là liên quan đến bào chế hay có một chút gì đấy. Thì cái này chị thấy cá dùng hợp hơn, nhạy hơn, và nếu có đờm ấy thì cũng dễ long hơn Cellitos nhé. Chị chắc chị góp vào bình luận nhé, xem có A còng mẹ Hạ Diệp được không. Có vẻ là chị không không gọi gì nhỉ, không tác được tên mẹ Hà Diệp, thì mẹ đọc vào bình luận nhé. Chị đang gõ đấy, Siroho Cellitos. Ok rồi nhá, chắc mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Như thường lệ, à, từ từ. Đây, và luôn chủ đề ngày hôm nay, adenovirus và những điều mẹ cần biết. Buổi live ngày hôm nay sẽ được chia làm 5 phần nhé. Nó gần như là nếu mà mẹ nào thì thường xuyên theo dõi live của mình ấy, thì sẽ thấy được là cái bố cục này mình sử dụng khá nhiều, bởi mình thấy nó phù hợp đó. À, hẹn các mẹ tí nữa mình sẽ trả lời tiếp phần bình luận nhé. Rồi, mình bắt đầu thôi. Phần 1 là mình sẽ giới thiệu chung về tổng quan về adenovirus đấy. Tức là con này nó là con gì, nó có thể gây ra những triệu chứng hay biểu hiện gì trên bé, thường gặp nó vào lúc nào, rồi gì nữa nhở? Tức là sẽ là tìm hiểu tiếp về adenovirus thêm là gọi là có bao nhiêu tiết, thì thực ra các mẹ không cần nhớ đâu. Tí nữa mình vào phần này mình sẽ biết là tổng quan của những cái gì nhá, khá là nhiều ý. Phần 2 là mình đi vào về triệu chứng, tức là những cái hội chứng, những cái triệu chứng lâm sàng mà adenovirus này có thể gây ra. Tí nữa mình sẽ tóm lược lại cho các mẹ những cái kiểu dòng gọi là ngắn gọn nhất nhưng mà đầy đủ để các mẹ có một cái nhìn tổng quan về những cái tác hại con adenovirus này, để mình không quá lo lắng nhé. Thứ ba là về phần chẩn đoán, thì cái này chỉ là nói qua thôi để cho các mẹ biết là làm thế nào để ở bệnh viện hay các bác sĩ, nhân viên y tế chẩn đoán được là bé nhà mình đang nhiễm adenovirus. Thứ tư mình sẽ nói về phần điều trị, chăm sóc, thuốc sử dụng. Và cuối cùng là sẽ là nói chung về những cái phòng ngừa dự phòng thôi. Rồi, thì adenovirus là gì? Con virus này thì lần đầu tiên được phát hiện năm 1953. Người ta chia làm hai nhóm chính là nhóm adenovirus gây bệnh ở chim và một nhóm là gây bệnh ở động vật có vú. Con này thì nó khá là bền với môi trường đó. Thế nên đây nhá, tức là nhiệt độ phòng nó có thể tồn tại được trong vòng 30 ngày. Thì đây là cũng một trong những cái yếu tố mà tăng cái khả năng lây nhiễm của nó, lây chuyển của nó. Những cái mà có thể hủy được con virus này đó là nước sôi 100 độ C, tia cực tím, chloramin là một chất sát khuẩn. Không phải chất sát khuẩn nào ấy cũng diệt được con này đâu. Con này nó cứng đầu phết. Và chính vì vậy là các mẹ nhớ là để các bé ăn chín uống sôi nha. Adenovirus là gì? Thì thực ra
người ta đã tìm thấy, người ta đã gọi là nghiên cứu và phát hiện ra hơn 100 tip adenovirus khác nhau cơ. Và trong đấy có 47 tip là gây bệnh ở người. Và nó sẽ hơi giống virus cúm ấy một chút, tức là từng tip virus khác nhau thì nó có thể gây ra những cái triệu chứng biểu hiện gây bệnh khác nhau. Con này thì có ở đâu? Nó lưu hành rộng rãi trên khắp thế giới. Đây cái hình minh họa của mình các mẹ sẽ thấy nhá, tức là nó là một con virus này, không có vỏ bọc, nó hình đa giác và đối xứng hình khối. Đấy là những cái đầu dòng cơ bản mình biết về nó thôi, để gọi là biết địch biết ta trong trận trong thắng á. Và cái con này nó có thể gây những bệnh gì, bệnh lý các mẹ nhớ cho mình ba ba cái đầu dòng nhá. Một là vấn đề trên hô hấp, thường là đường hô hấp trên, nhưng mà hoàn toàn nó có thể đi xuống và sâu gây viêm phổi, viêm phế quản. Thứ hai là những vấn đề đường tiêu hóa, và cái để có thể gọi là một trong những cái biểu hiện triệu chứng có thể phân biệt được với những cái bệnh lý về đường hô hấp mà do virus khác, ví dụ virus cúm A, B gây ra, thì nó chính là nó có những cái bệnh, những cái triệu chứng trên mắt cho bé, tức là nó có thể gây viêm kết và giác mạc. Thường những cái triệu chứng ở mắt này sẽ đi kèm với triệu chứng của đường hô hấp. Nhưng không phải bắt buộc tất cả những ca nhiễm adenovirus bé đều có vấn đề trên tiêu hóa, trên mắt. Tức là viêm kết giác mạc nó còn phụ thuộc vào cái típ gây ra là gì nhá. Đây người ta chia được thành 7 nhóm cơ mà, từ A đến G. Thì cái này thực ra mình cũng không cần phải quá đi sâu ấy, biết là nó có rất nhiều típ loại khác nhau. Thế nên là cái việc tức là một người bị nhiễm một, thường thì người ta thấy là cái adenovirus này tỷ lệ khi mà trưởng thành người ta thấy là phải gần đến 100% cơ. Tức là sẽ mang được cái kháng thể chống lại virus này. Tuy nhiên ấy thì nó chỉ là một số tip nhất định mà người đấy đã từng tức là đã từng nhiễm thôi, chứ không phải tất cả các tip adenovirus, tại vì nó có rất nhiều tip. Thì các tổn thương thường gặp nhất do mắc adenovirus như nãy mình đã giới thiệu cho các mẹ là đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, trên đường tiêu hóa thì có thể gây tiêu chảy, nôn, buồn nôn, và trên mắt có thể gây viêm kết giác mạc hay gọi chung là đau mắt đỏ đó. Còn cái viêm bàng quang, viêm não màng não thì sẽ là hiếm gặp hơn nhá. Thật ra hai cái này thì hiếm gặp thôi. Nó xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt phát triển vào cái thời điểm giao mùa ấy, tức là xuân hè hoặc thu đông. Như hiện tại nó sẽ là cái bắt đầu giao mùa giữa thu đông. Các mẹ sẽ thấy số ca nhiễm adenovirus tăng lên. Và có một đợt là hồi tháng 4 ấy, có một đợt mà nó liên quan đến cái viêm gan bí ẩn, thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn cho các mẹ. Thì hồi đấy thì người ta cũng bắt đầu có những cái gọi là giả thiết và nghi ngờ nguyên nhân là do adenovirus. Tuy nhiên là hoàn toàn thì để có thể khẳng định cái này thì sẽ phải có thêm những bằng chứng khác, phải có thời gian để người ta chứng minh và nghiên cứu được. Chứ thực ra thì bây giờ người ta vẫn chưa xác định được cái nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn đấy là gì. Hiện tại tất cả đều đang là giả thuyết đặt ra thôi. Nguồn lây nhiễm của adenovirus thì chủ yếu là nó lây nhiễm qua đường hô hấp, đường giọt bắn đấy. Tuy nhiên nó sẽ có lây truyền được cảm, tức là qua cái đường gọi là đi bơi á, tức là nó sẽ tiếp xúc với dịch tiết mắt mũi họng của người mang adenovirus này. Và nếu mà cái tức là người ta cái này thì nó không phải là thông tin quá chính thống, tức là người ta bảo là khi mà cái nồng độ clo, cái nồng độ sát khuẩn ấy của cái nước bể bơi nó không đạt đủ để có thể làm sạch và tiêu diệt được con vi khuẩn này thì nó có thể gây lây nhiễm. Tuy nhiên thì mình nói thông tin đấy không phải khuyến cáo không để các bé đi bơi nha. Thực ra tất cả những cái hoạt động thể chất nó đều tốt cho các bé. Và cái việc mà được tiếp xúc với những cái mầm bệnh ấy nó cũng là một trong những cái cách để cái hệ miễn dịch của cơ thể bé có thể luyện tập. Tí nữa giải thích kỹ hơn phần này. Đó, và cái virus ấy thì có thể có ở họng của người nhiễm ở những ngày đầu của bệnh, rồi sau đấy nó theo phân ra ngoài trong nhiều tuần lễ, và ngoài ra nó có thể tồn tại nhiều năm ở hạnh hạnh hạch hạnh nhân đấy, tức là người ta sẽ gọi là người lành mang mang chủng, mang bệnh, mang virus, hơi giống viêm gan A, viêm gan B đúng không?
Thời gian ủ bệnh của adenovirus thì thực ra là nó sẽ tùy vào cái hội chứng mà nó gây ra, nhưng mà người ta tính ra là thường nó sẽ kéo dài 5 đến 12 ngày, các mẹ cứ nhớ là 1 đến 2 tuần và trung bình là khoảng 1 tuần. Tuy nhiên là trên một số đối tượng cụ thể thì hoàn toàn nó có thể kéo dài hơn 2 tuần nhé. Thời kỳ lây truyền, tức là thời kỳ mà có thể cái người mang mầm virus đấy có thể lây bệnh cho người khác ấy, thì nó sẽ bắt đầu từ cuối thời kỳ ủ bệnh và kéo dài đến 14 ngày sau phát bệnh, tức là sau khi 14 ngày 2 tuần sau khi có những cái triệu chứng bệnh đầu tiên trên đường hô hấp, tiêu hóa hay là trên mắt. Cái này thì như lúc nãy mình đã giải thích đó, chủ yếu là đường giọt bắn là đường hô hấp đúng không? Và cũng có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, tức là nguồn nước còn đấy nó bị mang virus. Và có thể là khi sử dụng chung những cái vật dụng cá nhân với người nhiễm adenovirus. Cái những lứa tuổi mà nhạy cảm với adenovirus là gì? Thực ra nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên là hiện tại thì nó hay gây bệnh ở lứa tuổi trẻ em, nhất là từ dưới 6 tháng, dưới 6 tuổi đấy, tức là khoảng 6 tháng đến 5 tuổi. Và thời gian của bệnh thì mình nói rồi nhá. Tức là trẻ chưa đi học với trẻ dưới 6 tuổi thì hay gặp hơn. Nhưng mà thực ra thì nó có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi nhé. Rồi mình đi vào phần triệu chứng nhiễm adenovirus nhé. Trẻ nhiễm adenovirus sẽ có biểu hiện gì? Cái này thì mình nghĩ là nhiều mẹ quan tâm, vì rất nhiều, như mình một người mẹ mình cũng vậy thôi, tức là rất muốn biết là khi không phải là lúc nào thì con ốm sốt cũng có thể có điều kiện để đưa con ngay đến bệnh viện rồi là làm xét nghiệm này xét nghiệm kia để tìm nguyên nhân đúng không? Nhiều lúc mình sẽ phần phải theo dõi ở nhà hoặc là phải đợi đến hôm sau, và lúc đấy thì kiểu mẹ nào thì cũng sẽ nóng ruột thôi. Thì đây cái con này thực ra thì nó khá là khó để mà ngay từ những cái triệu chứng khởi phát đầu tiên ấy để phân biệt được nó so với những cái cảm sốt cúm hay là những cái viêm đường hô hấp do những virus thông thường khác gây ra. Tại thực ra thì cái triệu chứng ban đầu nó thường khá là giống nhau, nó chỉ đặc thù nhất ở cái nó sẽ gây có được cái viêm kết giác mạc, tức là đau mắt đỏ ấy, có thể một hoặc hai bên. Tuy nhiên là cái viêm kết giác mạc này không phải là cái triệu chứng thường gặp và có ở tất cả những bé có nhiễm adenovirus nhá. Nó chỉ là một trong những triệu chứng hay gặp nếu mà cái típ virus adenovirus đấy nó gây viêm kết giác mạc thôi, nó còn phụ thuộc vào cái chủng adenovirus mà bé nhiễm cơ. Nhưng người ta tóm lại thì nó sẽ gồm bốn triệu chứng này: một là sốt, sốt cao đó; hai là ho; ba là viêm kết mạc là đau mắt đỏ đó; và bốn là rối loạn tiêu hóa, thì có thể biểu hiện ở những cái như là tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng nói chung. Và để đấy, tất cả những cái đấy thì các mẹ có thấy nó là những cái triệu chứng thực ra là rất rất thường gặp tại cho tất cả những cái gọi là những cái triệu chứng là khi những cái virus hay là những cái vấn đề về đường hô hấp của các bé đúng không? Sốt, ho, rối loạn tiêu hóa, cái này mình gặp rất nhiều chủng virus khác nhau. Đây chỉ có mỗi cái viêm kết mạc, đau mắt đỏ là nó sẽ đặc thù hơn một chút. Và biểu hiện nặng thì bé có thể có khó thở, thì thường đây là nó ảnh hưởng, thường là đã đi sâu vào phổi, có thể gây viêm phổi rồi. Và khi mà trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc adenovirus ấy, thì có thể là sẽ tức là để được chẩn đoán chính xác thì sẽ cần xét nghiệm hỗ trợ, như là xét nghiệm thường ấy có hai cái này liên quan đến chẩn đoán rồi nhỉ, tí nữa đáng lẽ phải chia sẻ ở phần chẩn đoán chứ. Tí nữa phần chẩn đoán mình sẽ chia sẻ lại nhé, còn đây thì mình sẽ chia sẻ luôn. Sẽ gồm có xét nghiệm hiện tại thì là cái căn nguyên xét nghiệm PCR ấy, PCR ấy, cái này cái dịch COVID-19 chắc mọi người đã quen hơn đúng không? Thì đây nó sẽ là cái một trong những cái test chính xác nhất, PCR. Ngoài ra thì người ta còn có cả test nhanh phân và có cả những cái test miễn dịch như là ELISA, nhưng cái đấy thì nó không thông dụng. Các mẹ cứ nhớ cho mình có hai test thường gặp nhất là test nhanh phân hoặc là qua PCR đấy. Để xem nhá, có những bình luận gì à?
Mình quên mất, đáng lẽ là hết một phần mình sẽ quay ra trả lời bình luận của các mẹ luôn. Để tí nữa nó không bị dồn lại quá nhiều ấy. Rồi, để xem nào. Đây, mẹ Cúc Họa My có hỏi mình là bé nhà em sốt cao 3 hôm, đi khám bác sĩ bảo sốt virus, chỉ cho thuốc tăng đề kháng và hạ sốt thôi ạ. Sau hết sốt thì nổi ban đỏ, vậy có phải sốt adenovirus không chị? Thực ra ấy, thì cái tí nữa để phần điều trị mình sẽ thấy rõ ràng hơn nhá. Mẹ Cúc Họa My sẽ theo dõi live của mình tiếp đến phần điều trị nhá. Còn đây mình sẽ trả lời nhanh thôi. Bởi vì sốt virus thì hiện tại là đa phần nó sẽ không có cái thuốc điều trị đặc hiệu đâu. Chủ yếu là mình sẽ điều trị triệu chứng, tức là bé sốt thì cho hạ sốt, bù điện giải. Bé có vấn đề về rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy thì mình xử lý vấn đề tiêu chảy đó. Và có thể là sẽ tăng cái đề kháng, tăng miễn dịch cho bé. Thế nên là bé bác sĩ cho tăng đề kháng với hạ sốt thì mình vẫn thấy hợp lý. Mẹ chú ý tăng nước, bù điện giải cho bé thôi. Hết sốt thì nổi ban đỏ. Thực ra cái hết sốt nổi ban đỏ nó khá là đặc trưng cho nhiều loại sốt virus ở bé. Không sao hết. Thường là hết sốt bé nổi ban đỏ khoảng 2 ngày, 3 ngày. Thì sẽ thường là không đến 3 ngày đâu, khoảng 2 ngày là bình thường nhá. 1 đến 2 ngày là cái ban này tự lặn thôi, nó là bình thường. Phát ban sau sốt virus không vấn đề gì cả. Nếu mà bé có ngứa nhiều do cái ban đỏ này thì mình có dùng thêm một số loại kháng histamine tối ấy, hoặc là sáng được, cái này thì thường tác dụng nó kéo dài cả ngày á, dùng một lần một ngày thì để bé dễ ngủ hơn thôi. Thế thực ra thì cũng không bắt buộc cần thiết, nếu mà bé không ngứa, không có ngủ ấy thì mình không cần thiết phải dùng. Còn có phải sốt adenovirus không chị? Thực ra với cái biểu hiện như thế này thì chị thấy nó chưa giống sốt adenovirus đâu em. Chị nghĩ là vậy, không biết là bác sĩ đã cho em làm những cái test gì rồi, nhưng mà bé đã khỏi rồi và cái này thì nó chưa có gì điển hình của adenovirus hết ạ. Thế mẹ yên tâm nhé. Mẹ Nguyệt Trương có hỏi mình là bác sĩ ơi, bé em 10 tháng tuổi bỗng sốt cao tới hơn 39. Có cho uống Ambacol 150mg 3 phần 4 gói, tức là uống bao nhiêu nhỉ? 150 chia 4, 40 x 3. Khoảng gần 120 đúng không em? Bé nhà mình 10 tháng chắc khoảng tầm 8-9 cân. 120. Ok. Nếu bé được 10 cân thì uống 150 được rồi. 3 phần 4 chắc là bé chưa được 10 cân. Bé sốt từ đêm qua đến nay uống thuốc chỉ khoảng 2 tiếng là nó sốt lại, sốt hơi dày nhỉ. Bé không ho, sổ mũi hay tiếp xúc với ai bị bệnh. Giờ em phải cho bé uống thuốc hạ như thế nào để mai cho đi khám ạ? Hiện tại là bé mới chỉ có sốt thôi đúng không? Bé 10 tháng sốt cao. Sốt cao này thì cũng bỏ qua được mọc răng rồi. Sốt mọc răng không bao giờ ở sốt cao đến 39 độ. Em sẽ phải dùng thêm một loại hạ sốt nữa cho bé. Sẽ phải mua thêm. Thực ra bây giờ còn đang có dịch sốt xuất huyết nữa các em ạ. Thế nên khi mà bé sốt cao 39 độ hơn như bình thường ấy, nếu bé 2 tiếng là nóng sốt trở lại, bình thường mình sẽ được tư vấn là đan xen thêm một loại hạ sốt khác cho bé đúng không? Thường sẽ là paracetamol phối hợp với ibuprofen thường ấy. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại đang có dịch sốt xuất huyết và bé sốt cao tới 39 độ. Thế nên là mình không loại trừ được sốt xuất huyết trong trường hợp này của bé. Hiện tại nhiều bé nhỏ sốt xuất huyết lắm, chị làm bệnh viện chị biết. Và thế nên trong trường hợp này thì 2 tiếng là nóng sốt lại thì mình cố gắng là chắc là vẫn nên là đợi đủ 4 tiếng thì cho bé uống tiếp liều tiếp theo hạ sốt. Chú ý là 24 giờ thì không uống quá 5 lần hạ sốt paracetamol và liều tổng liều á. Một ngày sẽ không quá 75mg paracetamol trên 1kg cân nặng. Trường hợp này của bé thì chị chưa tư vấn là đan xen ibu nhá, không đan xen ibu trong trường hợp này. Và mai thì mình sẽ theo dõi bé để xem có vấn đề gì không, mai bé còn sốt dày không, có cắt sốt không. Và mai em cho bé đi khám thì khi mà đã loại trừ được sốt xuất huyết trên bé thì mình sẽ dễ xử lý hơn. Thế nên là tối nay em chú ý là bù nước, bù điện giải cho bé, có thể là chườm ấm cho bé nhé, ở những cái vị trí mà nó tăng, tức là tăng thân nhiệt, ví dụ như là trán, nách, bẹn đó, và cố gắng đợi 4-5 tiếng thì cho bé lặp lại liều hạ sốt, không đan xen thuốc khác nhé. Hiện tại là vậy em nhé. Mai cho bé đi khám thì test chẩn đoán nó sẽ cụ thể hơn.
Mẹ khoảng lặng hỏi mình là bé nhà em sốt cao, là chân tay lạnh toát, có cần đeo tất hay làm ấm chân bé không ạ? Không em nhá. Bé đang sốt cao thì chú ý là không đeo tất cho bé. Bé đang cần tỏa nhiệt ra mà, mình lại bịt hết chân của bé. Thường bé các bé nhỏ ấy, sốt cao sẽ chân tay sẽ có lạnh, chân tay sẽ bị lạnh toát. Mình chú ý là lúc đấy chỉ cần cố gắng là cho bé nằm ở phòng thoáng mát đó, cho bé uống hạ sốt. Và nhiệt độ phòng điều hòa thì để cho nó khoảng 27-28 độ đi. Nhiệt độ phòng nhá, chứ không phải nhiệt độ tức là mình sẽ chỉnh điều hòa để cho nhiệt độ phòng tầm đấy. Chú ý là không không đeo tất cho bé đâu nhá. Làm ấm chân thì thực ra là không biết là mẹ định làm ấm bằng cách nào, nhưng thực ra thì bé hạ sốt thì sẽ đỡ thôi, bé hạ sốt thì chân tay bé sẽ đỡ lạnh. Thường các bé sốt cao chân tay sẽ lạnh em ạ. Mẹ Đặng Thị Trúc Ly, chị hướng dẫn chăm sóc bạn cái ho sổ mũi được không ạ? Được em, chị sẽ trả lời nhanh một chút nhá. Adenovirus bài này nó cũng khá dài. Thực ra sẽ tùy ho, nếu mà chỉ ho bình thường ấy, ho không hắng thì thực ra chị chỉ dùng mỗi Selitot thôi. Chị hay dùng cái này vì cá hộp. Có sổ mũi thì hiện tại là đang sổ mũi đây em ạ, và sẽ có một chút mũi đặc và xanh một chút, thì chị đang cho, tức là chị đang cho xịt thảo dược của Pozo và phối hợp thêm là chị cho dùng Nebian nữa, nó là cái nhỏ muối ưu trương ấy, Nebian 3%. Thì chị cho dùng ngày một ống nó to to ấy, ngày khoảng dùng 2-3 lần gì đấy thì cái ống đấy nó mở ra nó vặn lại được. Thì hiện tại là với mũi ở mũi mũi cá thì không phải là quá nhiều, trộm vía không phải quá nhiều, nhưng đang bị đặc với thỉnh thoảng có xanh một chút thì chị đang dùng như vậy. Và nếu mà cái xanh tăng thêm cái việc sử dụng kháng sinh thì vì chị gọi là gì nhỉ, nghề rồi là dược sĩ, thế nên chị sẽ quyết định dùng kháng sinh cho cá trong những trường hợp cần thiết nhá. Còn các mẹ thì mình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ để sử dụng kháng sinh và lựa chọn loại loại kháng sinh cũng như là liều phù hợp và cũng như độ dài. Tức là cái ho sổ mũi này tùy trường hợp nó sẽ có em sốt hay không và có đờm không, dính mũi như thế nào để chị quyết định là có dùng kháng sinh cho bé không. Còn vấn đề là nếu mà sổ mũi mà nhiều rất nhiều thì có thể chị sẽ cho dùng thêm kháng histamine. Ví dụ có rất nhiều loại trên thị trường thì cứ nói Aerius thì chắc nhiều mẹ biết đúng không, nhưng cũng không cần bắt buộc phải tìm được đúng loại Aerius đâu. Có một đợt Aerius hết hàng thì các mẹ có kiếm cũng sẽ hơi khó. Và nữa là ho mà ho đờm nhiều thì chị sẽ dùng thêm long đờm. Long đờm cụ thể sử dụng như thế nào thì chị đã có một like chia sẻ cụ thể về cái việc lựa chọn long đờm cũng như mức liều hay là những cái lưu ý nhá. Mẹ có thể tìm và xem lại nếu không tìm được. Bởi vì có nhiều bài đăng thì có thể inbox trực tiếp và chị sẽ gửi link. Mẹ Hồng Diệp, bé vẫn phải đi học mà lớp nghỉ nhiều quá, phải làm sao để bảo vệ bé khỏi dịch bệnh ạ? Cho bé đi học cũng không cần bắt bé nghỉ đâu. Tí nữa chị sẽ phân tích cái đoạn mà các bé, cái giai đoạn mà phải nghỉ dịch Covid ý, nó cũng ảnh hưởng khá khá đề kháng của các bé đó. Bây giờ thì chỉ chú ý giữ giữ vệ sinh thực ra bé đi học và giữ vệ sinh cũng khó nha. Nói chung là rèn cho bé cái thói quen rửa tay chân và gì tăng đề kháng cho bé. Tức là tăng đề kháng thì nó sẽ hơi chung chung đúng không? Chị cũng có một live riêng về hướng dẫn tăng đề kháng cho bé, mẹ có thể xem lại live đấy. Họ nói qua là sẽ có những cái sản phẩm tăng đề kháng trên thị trường thì mình nên lựa chọn nhá. Nên lựa chọn cái loại các cái gọi là gì nhỉ? Các cái thành phần hàm lượng trong đấy nó cái hàm lượng nó đủ để có tác dụng cho bé. Thực ra ấy, có rất nhiều loại thành phần thì có thể quảng cáo là có cái này cái kia ấy, nhưng quan trọng là thành phần như vậy nhưng hàm lượng nó được bao nhiêu miligam. Nếu chỉ có một xíu, ví dụ như kẽm, nếu chỉ có một xíu trong đấy thì nó gần như là sẽ ít hiệu quả lắm. Rồi tất cả những cái thành phần khác cũng vậy, nó cần đạt đến một cái mức hàm lượng cụ thể, chứ không phải chỉ cần có tên nó trong bảng thành phần thì nó sẽ có tác dụng thôi nhá. Đấy, chú ý tăng đề kháng, cân bằng dinh dưỡng và chú ý bổ sung D cho bé đều đặn nhé, với mức liều được khuyến cáo. Thực ra nếu mà mình không có lý do gì đặc biệt hay là quá bận rộn hay vấn đề gì thì mình cũng không cần thiết phải sử dụng mức liều cao D cho bé một lần, để mà mấy tuần mới phải dùng một lần đâu, hay mấy tháng mới dùng một lần, mà mình có thể bổ sung hàng ngày cho bé. D nó có vitamin D3, nó có vai trò rất quan trọng trong cái
gọi là đề kháng chung của bé và trong cái giảm nhẹ những cái biến chứng hay triệu chứng của những cái vấn đề trên đường hô hấp nói chung. Chị có một vài slide riêng về D3 rồi, mẹ có thể tìm và nghe lại nó sẽ kỹ hơn. Ở đây thì chị trả lời nhanh như vậy nhé. Mẹ Ngô Thị Uyển Quỳnh, bé nhà em 13 tháng, sốt 2 ngày 1 đêm 37 độ 5 đến 38 độ 5 à. Em cho uống hạ sốt, rán cao dám chỉ được 2-3 tiếng lại sốt, sốt lại dày nhỉ. Bé không ho, không chảy mũi, chỉ nóng đầu, chân tay lạnh, mong được giúp đỡ ạ. Bé sốt được 2 ngày 1 đêm rồi ạ. Em theo dõi nốt đêm nay và ngày mai xem là bé sốt có giãn được ra không nhá. Em cho bé đi khám chưa? Làm test các thứ chưa? Thường sốt 37 độ 5, 38 độ 5 thì trộm vía chị có thể loại trừ được sốt xuất huyết rồi. Sốt xuất huyết nó sẽ thường sốt cao hơn. Khả năng là bé sốt virus. Thế nên tạm thời là sốt virus thì cái điều trị căn bản của nó sẽ là hạ sốt, bù điện giải. Và có thể tăng cường đề kháng, tăng miễn dịch cho bé đấy. Ok nhá, mình lại vào về adenovirus tí nữa mình quay ra và chia sẻ với các mẹ tiếp nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào các cái triệu chứng hay là những cái hội chứng lâm sàng adenovirus có thể gây ra. Các mẹ có thể nên chú ý nghe phần này bởi vì nó sẽ là một trong những cái để giúp đỡ các mẹ để có thể phân biệt và loại trừ được xem bé nhà mình có khả năng bị nhiễm adenovirus không. Thì để dễ nhớ nhất, mình sẽ nhớ là vấn đề trên hô hấp. Có thể là ho, sổ mũi. Sẽ là chia ra đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới đấy. Hô hấp dưới thì có thể ảnh hưởng đến viêm phổi nữa. Trên đường tiêu hóa chính là viêm dạ dày ruột, có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Trên mắt thì nó sẽ là đau mắt đỏ đấy, các mẹ như dễ nhớ nhá. Còn từ gọi đúng của nó sẽ là kiểu viêm kết mạc hoặc viêm giác mạc. Ngoài ra nó có thể gây viêm thanh quản nữa cơ, sốt viêm thanh quản. Tí nữa mình sẽ nói rõ về cái triệu chứng này. Còn cái viêm gan bí ẩn cũng sẽ có một mảng nói giải thích cho các mẹ một chút về nó. Không biết adenovirus có phải là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn không? Nếu không phải thì chắc là sẽ phải xin lỗi adeno một chút nhỉ? Không thể cái gì cũng thể đổ cho nó được. Còn nhiễm virus thể ẩn, thực ra thì nhiễm virus thể ẩn là gì? Chính là cái lúc nãy mình có nói rồi đó. Tức là có những người đã nhiễm adenovirus có thể có triệu chứng hoặc không và sau đấy một thời gian thì cái adenovirus nó có thể tồn tại ở hạch hạnh nhân của người ấy, nhiều năm liền. Thì đấy và không gây những cái triệu chứng hay vấn đề gì thì mình sẽ không biết là mình đang mang virus đấy, vì vậy người ta gọi là nhiễm virus thể ẩn. Đây các mẹ nhớ mình một số cái triệu chứng thường gặp nếu bé có nhiễm adenovirus nhá. Mình sẽ chia ra làm nhiễm virus đường hô hấp trên và viêm phổi thì chính là đường hô hấp dưới. Thường cái thời gian ủ bệnh của nó là khoảng 1 tuần thì cái này tương tự như nhau rồi. Với cái vấn đề về đường hô hấp trên thì triệu chứng nổi bật đầu tiên, xuất hiện đầu tiên nó sẽ là sốt, có thể kèm theo nhức đầu, nhưng các bạn bé bé thì sẽ không biết tả cái nhức đầu là cho các mẹ đâu mà chỉ chắc là sẽ quấy khóc. Sốt thì thường kéo dài đến 2-4 ngày, 2 đến 4 ngày đó. Thì thường đây đó là cái đặc trưng của sốt virus rồi. Và thường tư vấn cho các mẹ, mẹ nào có điều kiện đưa con đi khám sớm ấy, thì mình thường sẽ khuyên đi khám sớm. Còn mẹ nào mà kiểu là có những cái lý do nhất định mà sẽ cần theo dõi bé tại nhà chưa đi khám ngay thì mình sẽ có một cái mốc cho các mẹ. Đó là thường ấy, bất kể sốt gì thì tối đa ấy, thì nó chỉ kéo dài 3 ngày thôi. Mình theo dõi ấy, tức là không phải tất cả, ý là tức là khi mình theo dõi tại nhà chỉ theo dõi sốt của bé 3 ngày, bé không đỡ cắt sốt thì phải đưa bé đi viện. Chứ còn phải tất cả các loại sốt nó chỉ kéo dài tối đa 3 ngày đâu nhá. Nhưng 3 ngày đó là gần như một cái giới hạn để khi giới hạn an toàn đấy, tức là sau trong vòng 3 ngày đấy bé sẽ phải giảm được tần suất giảm được tần suất sốt và cái nhiệt độ nó cũng phải hạ dần.
nhá. Cái gọi là cái nhiệt độ khi sốt nó cũng phải hạ dần. Và thường ấy, những cái đây này các mẹ đừng có sợ adenovirus quá. Cẩn thận là tốt, nhưng mà thực ra thì các cái triệu chứng đường hô hấp này nó sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Và bệnh nhân thường sẽ khỏi hoàn toàn nếu mà vấn đề nó chỉ là đơn giản khu trú ở đường hô hấp trên thôi. Thì mình điều trị triệu chứng bé hoàn toàn khỏi hoàn toàn. Đến khi mà ở một số đối tượng đặc biệt như trẻ sơ sinh hay là người lớn hay trẻ em mà có suy giảm miễn dịch đó, hoặc là một số bé mà bị nhiễm cái típ adenovirus mà thường gây những cái biến chứng nặng hơn ấy, thì có thể gây ra viêm phổi cho bé. Nếu mà gây viêm phổi thì cái này mình sẽ cần xác định trước, nó sẽ là nhất là cái adenovirus mà típ 7 ấy, thì thường nó sẽ gây viêm phổi nặng ở trẻ em và cái tỷ lệ tử vong thì nó cao và có thể để lại di chứng ở phổi. Nhưng mà cái típ này thì nha, tức là cái típ virus nó rất quan trọng đó. Thì khởi phát của bệnh sẽ nào? Sốt cao 39 độ. Ho, chảy nước mũi là những cái triệu chứng thường gặp đúng không? Có thể các mẹ đọc các mẹ sẽ hơi giật mình một chút. Và nó có sẽ có dấu hiệu tổn thương thực thể ở phổi. Thì cái này các mẹ đưa các bé đến bác sĩ khám nghe phổi, các bác sĩ sẽ phát hiện được cái tổn thương này, sẽ đi kèm với cả chụp X quang ấy để các bác sĩ đọc phiếu X quang và để xem xét là nó đã gây những cái tổn thương thế nào đến phổi rồi. Còn ở nhà thì viêm phổi mình sẽ phát hiện nhanh bằng cách nào? Tức là khi mà có những cái dấu hiệu viêm phổi như bé khó thở, nhịp thở nhanh này nó sẽ là theo độ tuổi nhá. Các độ tuổi khác nhau nó có sẽ có những cái giới hạn nhịp thở khác nhau. Nếu trên cái giới hạn đấy thì gọi là nhịp thở nhanh, hay là bé có thở rút lõm lồng ngực thì nó là những cái triệu chứng khá điển hình mà cái việc tổn thương nó đã đi sâu vào phổi, thì các mẹ cần đưa bé đến viện sớm. Đây thì đến sau đấy đường hô hấp trên nó xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ nói đến cái phần hội chứng mà gây sốt, viêm thanh quản và kết mạc. Bên cạnh một cái hội chứng nữa là viêm kết mạc, viêm giáp mạc. Thì cái sốt, viêm thanh quản, viêm kết mạc thì ngay cả cái tên hội chứng này nó đã thể hiện rồi. Nó sẽ có 3 triệu chứng đặc biệt là sốt khoảng 38 độ C, sốt không quá cao đúng không? Khi đấy thanh quản thì nó là cái dây thanh âm ấy giúp cho con người có thể phát ra tiếng nói á, thì cái thanh quản này sẽ bị viêm cướp, nó sẽ có thể có ban đỏ, nó khó nuốt, nói nó sẽ không được như mình đâu. Thứ ba nữa là viêm kết mạc, thì tức là đau mắt đỏ đấy. Kết mạc nó chính là cái phần bao bên ngoài của cái lòng trắng của mình ấy, thì nó có thể là một hoặc hai bên. Đây là cái hội chứng nhé. Hội chứng này tức là nó bao gồm mà một số cái triệu chứng nó đi cùng nhau luôn á. Và đến nữa hai là nó có thể có một cái hội chứng khác là liên quan đến mắt, có thể là viêm kết mạc hoặc giáp mạc. Để nói cho dễ hiểu thì mình cứ hiểu kết mạc nó chính là phần bao bên ngoài của lòng trắng, còn giáp mạc là phần bao bên ngoài của lòng đen mình. Thường những cái triệu chứng này nó sẽ khởi đầu đột ngột. Các cái kết mạc đỏ tức là sẽ bị đau mắt đỏ, các tổ chức tế bào xung quanh mắt thì nó sẽ bị phù thủng. Mắt có thể bắt đầu một bên bị viêm, nhưng một tuần 3-7 ngày sau nó sẽ lan sang cả hai mắt. Ở quanh tai này của bé này sẽ xuất hiện các hạch. Còn đến cái tổn thương ở giác mạc thì cái tổn thương này thì người ta lo sợ, tức là nó nếu mà tổn thương giác mạc này này thì có thể sẽ ảnh hưởng đến nhìn của bé trong một khoảng thời gian nhất định. Nó sẽ những khoảng mờ tròn nhỏ và nông. Ở một số bé nếu mà nó cái vết này nó mà tức cái vết ở trên cái phần giác mạc ấy nó bị viêm, nó loét, thì có thể là nó sẽ mất khoảng 2-3 tuần bé sẽ nhìn mờ đi một chút. Hoặc là nó thực ra thì cái gây sẹo để lại biến chứng trên mắt thì nó không, tỷ lệ không quá cao, nhưng thôi các mẹ cũng không cần phải có lo lắng ở đoạn này nhá. Và thực ra cái viêm giác mạc và kết mạc này đa phần sẽ là khỏi hoàn toàn thôi, chỉ là nó kéo dài hơn một chút so với những cái triệu chứng đường hô hấp. Đường hô hấp thì thường nó chỉ kéo dài trong khoảng 1 đến 2 tuần thôi, tức là trung bình khoảng 1 tuần. Còn cái viêm kết mạc giác mạc nào sẽ cần khoảng 2 đến 4 tuần để khỏi hoàn toàn. Đây triệu chứng nhiễm adenovirus nhé. Đây là cái hội chứng đầu tiên, viêm dây thanh quản. Thì dây thanh ở đây tức là các mẹ sẽ thấy đau viêm ở chỗ này. Còn viêm kết mạc thì nó chính là cái viền đau mắt đỏ nhé. Rồi sau đấy sẽ có một cái
Mình nói xong hô hấp rồi đúng không? Nói xong mắt rồi đúng không? Bây giờ là cái vấn đề trên đường tiêu hóa mà con adenovirus này có thể gây ra. Viêm dạ dày ruột nói chung thì nó chính là cái rối loạn tiêu hóa đấy. Và ở một số bé hay là một số người mà nhiễm adenovirus mà có liên quan đến đường tiêu hóa mà trước đấy đã có tiền sử loét dạ dày tá tràng thì thường các bác sĩ sẽ kê thêm thuốc ức chế tiết axit, ở đây một số thuốc liên quan đến dạ dày PPI đó. Thực ra adenovirus này thì người ta thấy là nó chỉ đứng sau rotavirus thôi, trong cái bệnh tiêu chảy ở trẻ có bốn loại virus thường gây tiêu chảy và nôn ở trẻ. Nó sẽ là rotavirus, adenovirus, ngoài ra có cả norovirus, arthrovirus nha. Cái thời gian ủ bệnh tiêu chảy thì nó 3-10 ngày thôi. Các mẹ cứ nhớ chung cái thời gian ủ bệnh của con adenovirus này là khoảng 1 tuần nhá. Bé có thể tiêu chảy tóe nước kéo dài đến 7 ngày, tức kéo dài đến 1 tuần đúng không? Rất sốt ruột. Có thể có kèm sốt, nôn hoặc hội chứng đường hô hấp viêm kết mạc, tức là nó có thể ở cái típ virus đấy mà nó nặng ấy, nó gọi là nó mang nhiều độc tính ấy, thì có thể gây ảnh hưởng cả trên hô hấp, cả trên tiêu hóa và cả trên mắt, viêm kết mạc giác mạc của bé. Ngoài ra thì có một cái vấn đề về viêm gan bí ẩn, có một đợt khoảng tháng 4, tháng 5 thì các mẹ rất lo sợ đúng không? Và cái đợt đấy thì người ta đang nghĩ đến COVID, nhưng có phải COVID không, có liên quan đến COVID không? Thì nó liên quan đến hai giả thiết là, tức là Anh ấy là một trong những nước báo cáo đầu tiên lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO về những cái ca viêm gan bí ẩn mà ở Anh gặp phải ở trẻ em. Thì ở Anh thì người ta thấy là 70% trường hợp bé bị viêm gan bí ẩn dương tính với adenovirus. Thực ra trước đây thì cái adenovirus này ấy, nó đã được biết đến là có thể gây bệnh lý về gan nặng ở trên trẻ em. Tuy nhiên nó sẽ là trên bệnh nhi mà có suy giảm miễn dịch cơ. Còn ở cái viêm gan bí ẩn này thì nó xảy ra ở những bé mà đang trẻ, những trẻ đang khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Và người ta đặt ra một giả thiết là cái việc có dương tính với COVID trước đấy hoặc là đồng dương tính với COVID nhiễm chung với adenovirus đó, thì nó làm thay đổi cái phản ứng của cơ thể với adeno. Và cái adeno này nó gây ra viêm gan ngay cả ở trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên thì đến nay thì nó vẫn chưa có cái bằng chứng nào cụ thể để chứng minh cái này nhá, nên mình cũng đừng đổ tại adenovirus ngay. Và ngoài ra người ta còn đặt ra một cái giả thiết thứ hai là có một giả thiết thứ hai là, tức là cái thời gian giãn cách xã hội ấy, cái thời điểm mà các bé mà cái bùng dịch COVID-19 thì mình gọi là bảo vệ các bé bằng cách là giãn cách xã hội đúng không? Thì chính vì cái việc giãn cách xã hội như vậy làm cho giảm cái tần suất các bé được tiếp xúc với những mầm bệnh khác, tự nhiên khác, thế nên là nó làm cho cái đề kháng miễn dịch của cơ thể bé nó lại chính là cái nó là cho cái đề kháng miễn dịch này nó bị yếu đi. Và vì vậy khi mà cái dịch COVID nó đã lắng xuống, mình quay trở lại sinh hoạt bình thường, thì cơ thể bé, đề kháng của bé nó nhạy cảm, trở nên rất nhạy cảm với những cái mầm bệnh, ví dụ như virus các thứ ấy. Mình sẽ thấy là sau cái đợt COVID-19 bùng lên đúng không, thì rất nhiều, ngay cả người lớn mình thôi cũng cảm thấy là cái đề kháng của mình ấy nó kém đi. Và đợt này là ở các bệnh viện nói chung và viện nhi nói riêng thì thường là gọi là có thể nói là quá tải. Ví dụ như ở viện mình hôm thứ bảy vừa rồi thì gọi là rất đông luôn. Cho các mẹ em mình xin 1 phút nha. Cái triệu chứng thì nói chút về cái triệu chứng viêm gan nhé. Viêm gan chưa rõ nguyên nhân này thì có thể gây những cái triệu chứng gì? Nó sẽ là những cái triệu chứng giống viêm gan cấp như những nguyên nhân khác thôi. Bình thường viêm gan cấp có thể gây ra do nhiễm trùng, tức là nhiễm vi khuẩn virus đấy, những cái virus thông thường như AB, virus AB này, hoặc là có thể do ngộ độc thuốc đó, hoặc là do một cái là tự miễn nữa, tức là tế bào gan nó tự hủy ấy. Thì thường nó sẽ vẫn là những cái triệu chứng như vậy thôi. Tuy nhiên là người ta khi mà có cái viêm gan cấp này, có thể do rượu bia đấy nhá, uống nhiều rượu bia, nhưng mà người ta thấy là khi mà
bé trẻ em khỏe mạnh có cái viêm gan cấp này, người ta đã test thử nghiệm xác định thì người ta thấy không có một cái nguyên nhân nào trong đấy ấy, có thể xảy ra. À, có một cái nữa là ban đầu ấy, khi mà cái viêm gan bí ẩn này sẽ gọi là bùng lên một chút đó, thì người ta đã nghĩ đến cái việc hay là do tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Tuy nhiên cái giả thiết này đã được loại trừ ngay, bởi vì đa phần cái viêm gan bí ẩn này xảy ra ở trẻ dưới 6 tuổi, trong khi dưới 6 tuổi nó là đấy là cái giới hạn tuổi mà các bé là không được tiêm vaccine COVID-19. Tức là người ta thấy là chỉ khoảng 10% số ca viêm gan bí ẩn là đã tiêm vaccine COVID-19, vì vậy người ta đã loại trừ cái giả thiết này. Lại nó quay lại nói tiếp về triệu chứng của viêm gan cấp nói chung nhá, thì khi ban đầu là giai đoạn chưa vàng da thì nó sẽ khởi phát bằng là có thể có sốt này, sẽ là chán ăn, mệt mỏi, có thể có đau bụng, tiêu chảy. Và đến cái giai đoạn vàng da thì cái này sẽ dễ nhận biết rồi, nó là vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, phân có thể nhạt màu, men gan tăng cao. Men gan tăng thì mình phải đi xét nghiệm mình mới biết được. Đấy nhá, nói một chút về cái viêm gan bí ẩn, chia sẻ viêm gan bí ẩn cho các mẹ. Rồi bây giờ đến phần 3 chẩn đoán rồi. Mình lại quay ra trả lời bình luận một chút nhá. Lúc nãy mình đang trả lời đến bình luận của mẹ nào nhỉ? Để Ngô Thị Uyển Quỳnh đúng không? Bây giờ mình trả lời những đoạn sau nhé. Facebook mẹ Bảo Huy, mẹ có hỏi mình là ba hôm nay bé nhà em cứ sốt cao, nhét thuốc thì hạ, có đi cầu tước tức là có tiêu chảy 3 hôm nay rồi cơ à? Hôm qua đưa bé đi bệnh viện thì chẩn đoán sốt siêu vi bình thường. Hôm nay bé vẫn sốt, đi cầu thì có nên cho bé uống men vi sinh không? Hay em đem bé đi viện, bé nhà em sắp được 8 tháng. Không biết là hôm qua mình đưa bé đi bệnh viện chẩn đoán thì bác sĩ chưa kê thuốc xử lý cái tiêu chảy này cho bé á. Có em, nên cho bé uống men vi sinh trong trường hợp này. Bé 8 tháng thì có nhiều loại có thể sử dụng được lắm. Chú ý là sẽ là không biết là bé, chị không biết rõ là tần suất đi của bé thế nào ấy. Nói chung là sốt thì hạ sốt này, đúng rồi. Hôm nay là ngày thứ 3. Mình theo dõi tiếp tầm 1 đến 2 ngày nữa nhé. Còn cái vấn đề sốt thì là hạ sốt bù điện giải rồi, và nên cho bé uống vấn đề tiêu chảy để xử lý bằng cách là bù điện giải, kẽm và men vi sinh nha em nhé. Với cả em sẽ để ý xem là gọi là bé có dấu hiệu mất nước, ví dụ như là môi khô hay là mắt trũng không nhá. Nếu mà mình vẫn bù nước được cho bé thì hoàn toàn mình có thể theo dõi bé tại nhà được, trừ khi là mẹ thấy lo lắng hay có những cái vấn đề gì đấy á, mà nó khác nữa thì mình sẽ cho bé đi khám cho yên tâm. Còn xử lý vấn đề bé tiêu chảy thì chỉ có live riêng về tiêu chảy nhá. Tức là có cái bài chị chia sẻ riêng về tiêu chảy, xử lý khi bé bị tiêu chảy thì em xem bài đấy sẽ cụ thể hơn. Còn lúc nãy chị có giới thiệu luôn cho em là mình sẽ dùng kẽm men vi sinh và bù điện giải nhé. Bù điện giải là cái quan trọng nhất. Chú ý sẽ là sau mỗi lần bé đi tiêu ra đi lỏng thì mình sẽ bổ sung cho bé khoảng 100 ml nước bù điện giải. Cho bé uống từng ngụm nhỏ nhé. Mẹ Vũ Hồng hỏi mình là tần suất hút mũi, nhỏ mũi cho bé khi bị sổ mũi thế nào là hợp lý ạ? Có nên nhỏ mũi phòng không chị? Tức là nhỏ mũi phòng phòng sổ mũi cho bé á, thực ra thì khó phết em ạ. Nếu mà bé hay dùng điều hòa thì em nên nhỏ mũi cho bé có thể 1-2 lần một ngày cho nó ẩm, nó đỡ khô ấy. Còn nhỏ mũi thì thường nếu em chỉ nhỏ nước muối sinh lý bình thường đó, nước muối đẳng trương ấy, thì em có thể nhỏ đến 3 lần, 4 lần một ngày được. Còn nếu mà là nước muối ưu chuông như lúc nãy chị có trình bày đó là Nebian 3% hay những cái Physiolife vàng, Physiolife khác ấy, thì nó là ưu chuông ấy, thì mình cần giới hạn cái số lần nhỏ trong một ngày, thường nó chỉ khoảng 2-3 lần một ngày, và mình cũng không nhỏ kéo dài quá khoảng 5 đến 7 ngày nhá với nước muối ưu chuông. Còn tần suất hút mũi thì nó sẽ là phụ thuộc vào cái nhá. Không biết là thực ra thì cá nhà chị chưa bao giờ hút mũi cho cá đâu. Tức là chị không biết là
chắc là bé sẽ là rất nhiều dịch mũi đúng không? Thì nếu mà nhiều dịch mũi đến vậy, đến phải hút mũi thì thực ra chỉ khoảng một lần một ngày thôi em, mà mình cũng không cần phải quá lạm dụng cái hút mũi này. Nhiều dịch mũi như vậy thường là sẽ cần uống thêm kháng histamine rồi em nhé. Mẹ Quỳnh Chi hỏi chị là tăng đề kháng chị giới thiệu mua ở đâu được ạ? Thì bên Z Kit, bên nhà thuốc mẹ và bé Z Kit có đầy đủ các cái sản phẩm tăng đề kháng và gọi là tăng cường vitamin, bổ sung dinh dưỡng multivitamin cho bé đấy em. Nhà thuốc mẹ và bé Z Kit nhé. Và hoàn toàn có thể liên hệ qua inbox chị được. Mẹ Huỳnh Thị Khải Ly hỏi chị là chị mua hàng cho cá ở đâu ạ? Em xin địa chỉ với. Thật ra cá nhà chị thì toàn dùng đồ của Z Kit thôi. Z Kit thì mẹ có thể mua online ở nhà thuốc mẹ và bé Z Kit, hay có thể inbox chị trực tiếp, hoặc là có thể trên Shopee cũng có nhà thuốc mẹ và bé Z Kit. Còn nếu như mẹ là ở gần có thể muốn đến trực tiếp ấy, thì Z Kit sẽ ở ngõ 221 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội nhé. Nhà thuốc mẹ và bé Z Kit. Mẹ Thanh Phan Oanh hỏi chị là kẽm và men vi sinh tăng đề kháng được không chị? Em nghe dịch có cả đi ngoài, sợ quá bé nhà em mới hết tiêu chảy xong. Ừ, sẽ có cả đi ngoài đó em. Kẽm men vi sinh nó sẽ là tăng đề kháng được em. Kẽm thì vai trò của nó trong tăng đề kháng miễn dịch thì người ta chứng minh được nhiều rồi. Liều để cho bé tăng đề kháng em sẽ dùng với mức liều tương đương với mức liều dự phòng thiếu kẽm nhé. Không biết bé nhà em mấy tuổi rồi, mà thường nó sẽ chạy trong khoảng 5 đến 10 mg ngày thôi, liều tăng đề kháng thì nó sẽ không cao hơn đâu. Men vi sinh thì mình sẽ hiểu là tăng đề kháng bằng cái cách là để cho cái hệ tiêu hóa của bé nó hoạt động tốt ấy, hấp thu các chất dinh dưỡng tốt đầy đủ, thì như vậy cơ thể bé có đủ cái nguồn cung để hoạt động hay là để sản xuất những cái chất, những cái gọi là gì nhỉ, những cái nguyên tố đi, nó có khả năng bảo vệ cơ thể, những cái tế bào có khả năng bảo vệ cơ thể. Thì đấy, thì em có thể bổ sung cho bé kẽm và men vi sinh theo đợt được nhé. Mẹ Nguyễn Thúy hỏi chị là quanh nhà em từ lớn người nhỏ ở. Đúng rồi em. Đợt vừa rồi ấy, chị không biết là do sau Covid mọi người đều đề kháng miễn dịch kém hay do thay đổi thời tiết, nhưng mà cả nhà chị cũng thế, tức là lần lượt ốm luôn ấy, ông ốm, bà ốm, bố ốm, con ốm, chú ốm, mẹ ốm. May là trộm vía chỉ có một cái may duy nhất là thời điểm ốm nó không cùng nhau. Mẹ Minh Vi hỏi mình là bé nhà em bị 7 tháng sốt đã đỡ nhưng ho nhiều, mỗi lần ho nhẹ cũng chứa hết sữa, đồ ăn em nên cho bé uống gì được ạ? À? Bé vẫn còn ho nhiều thì vẫn nên dùng siro ho em nhé. Chị thì dùng Selitus, còn nếu mà Selitus em thì khó mua có thể dùng thử Prospan, nhưng nếu Prospan không ngại thì nên chuyển sang Selitus. Và cái chớ này thì em xem bé có bị trào ngược không đấy nhá. Thường cái bé mà ho nhiều mà lại dễ chớ thế này, chị nghi ngờ là có thể là bé có trào ngược. Cái trào ngược nó sẽ gây kích thích cái ho cho bé và ho này nó sẽ dễ chớ. Tuy nhiên bé 7 tháng thì thường nếu mà cái trào ngược nó không quá nặng nề, không quá ảnh hưởng đến cái việc ăn ngủ nghỉ chơi của bé, thì thường các bác sĩ sẽ chưa kê cái kháng axit PPI đâu. Cái này thì sẽ là phải tức là phải bé lớn hơn, hoặc là cái vấn đề mà trào ngược nó ảnh hưởng quá nặng nề đến việc sinh hoạt hay là ăn uống của bé thôi. Còn bình thường nếu mà mới chỉ là ho nhiều và chớ như thế này thì hiện tại chị sẽ khuyên là cho bé dùng siro ho, ví dụ Selitus, và có thể dùng thêm men vi sinh cho bé. Men vi sinh thì không phải chủng nào cũng liên quan được đến cái nôn chớ đâu nhá. Men vi sinh nôn chớ thì hiện tại là sẽ có cái Symbio System của cái Bona của Ý, thì là cái chủng đấy nó khá nhạy với nôn chớ. Ok nhá. Ôi, chị lại quay lại bài tiếp nhá. Tí nữa trả lời các mẹ sau nữa nhá. Về chẩn đoán thì chị đã nói nhanh rồi đó. Adenovirus thì hiện nay ấy, thì người ta sử dụng hai cái phương pháp để chẩn đoán, bên cạnh xác định là triệu chứng lâm sàng, bởi vì thực ra cái triệu chứng lâm sàng của adenovirus nó khá là
tương đồng với những cái nhiễm trùng đường virus, đường hô hấp cấp do những cái virus khác như cúm A, cúm B. Thế nên là nó sẽ phải dựa vào những cái test, ví dụ như test nhanh thì mẫu bệnh phẩm của nó sẽ là phân, hoặc là test real time PCR đấy, PCR đấy. Nó tương tự với COVID-19, xác định con virus COVID-19 đấy. Test PCR này, mẫu bệnh phẩm cũng sẽ là dịch tị hầu. Rồi, đi vào phần điều trị. Đây là cái phần mà từ nãy giờ chị thấy khá nhiều mẹ hỏi về cái vấn đề là xử lý các vấn đề khi bé bị nhiễm virus như thế nào ấy. Thì cái hướng dẫn mà xử lý vấn đề trên adenovirus nó lại khá là tương tự với những con virus gây nhiễm khuẩn đường hô hấp khác. Thế nên các mẹ chú ý phần này nhé. Tại vì hiện tại là chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu cho con adenovirus này thôi. Đâu, tại vì có một số thuốc kháng virus đã được sử dụng để điều trị adenovirus này. Tuy nhiên là ở một số trường hợp mà suy giảm miễn dịch hay những trường hợp cần thiết thì người ta dùng thôi. Nhưng mà thực ra nó vẫn chưa chứng minh được nhiều cái hiệu quả, thể hiện được nhiều cái hiệu quả. Thế nên là hiện tại thì các khuyến cáo nói chung đều là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mà chúng ta điều trị triệu chứng. Điều trị triệu chứng là thế nào? Tức là có triệu chứng gì thì mình điều trị triệu chứng đấy để gần như là giúp đỡ cơ thể cái việc là để cơ thể không bị mệt nữa ấy. Tức là sẽ không bị mệt đi nữa bởi những cái triệu chứng do con virus gây ra, thì cái đề kháng miễn dịch của cơ thể nó sẽ tự đẩy con virus này ra và bé sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Điều trị triệu chứng bằng cách nào? Nó sẽ là bé như vấn đề đường hô hấp đúng không? Bé có sốt thì hạ sốt, ho thì mình xử lý vấn đề ho và những cái vấn đề đi kèm, xuống mũi mình xử lý đi kèm nhé. Bù nước, điện giải thì cái này quan trọng rồi khi bé có sốt. Và nữa là bổ sung dinh dưỡng, nó chính là cân bằng dinh dưỡng đó. Còn với những bé mà kiểu như bình thường ấy, chị đã nói là adenovirus nó có thể lây nhiễm đúng không? Thế nên là nên cách ly trẻ nhiễm adenovirus ở phòng riêng biệt, thường thì cái đại bệnh viện nó sẽ thực hiện hỗ trợ hô hấp, thở oxy, thở máy khi cần. Thì thực ra đây là nó là đã gây thường là gây viêm phổi rồi, tức là nó sẽ là một biến chứng đã nặng hơn rồi. Thì cái này là nhập viện thì mới xử lý, thì mình sẽ không tự xử lý tại nhà ấy. Các mẹ chỉ đến nhà nghe cho biết thôi. Còn sẽ dùng kháng sinh trong trường hợp bị bội nhiễm, ví dụ viêm phổi đó. Adenovirus nhá, chị đã bảo nó không có thuốc điều trị đặc hiệu, nguyên nhân là do virus nên các mẹ đừng lạm dụng kháng sinh ở con này. Nó chỉ được dùng khi có những cái dấu hiệu của bội nhiễm vi khuẩn. Thế nào là bội nhiễm? Tức là khi virus nó đã tấn công cơ thể gây ra những cái loét viêm thì con vi khuẩn nó mới nhân cái cơ hội đấy để xâm nhập vào và nhân lên. Người ta gọi là bội nhiễm. Và khi đấy người ta sẽ là từ một nhiễm một con virus, và sau đấy thì là tạo cơ hội cho một con vi khuẩn khác nó nhân lên thành một viêm khuẩn xấu. Ở đây chị hướng dẫn qua về điều trị sốt cho bé nhé. Sẽ có hai loại là paracetamol và ibuprofen. Thì thường cái này nó sẽ được khuyến cáo là dùng đan xen khi mà bé sốt khó hạ ấy. Tuy nhiên là như chị đã nói, hiện tại là đang có cái dịch sốt xuất huyết, thế nên là khi bé sốt cao thì mình hạn chế cái việc đan xen ibuprofen, bởi vì ibuprofen là một NSAID và người ta không khuyến cáo sử dụng cho những bé mà bị sốt xuất huyết, do cái NSAID hay ibuprofen này nó tăng cái nguy cơ chảy máu, tức là gọi là xuất huyết ấy, chảy máu trong, có thể là chảy máu dạ dày hoặc những chảy máu vị trí khác như thân răng. Mà trong khi khi bị sốt xuất huyết thì cái mình lo ngại nhất đó chính là những cái chảy máu như chảy máu dạ dày, chảy máu đường tiêu hóa. Chú ý bù nước, điện giải và mặc thoáng mát cho bé nhé. Đây là một số hình ảnh, một cái số những cái chế phẩm thôi. Habacol và Para này nó sẽ có nhiều đường độ hàm lượng khác nhau. Các mẹ sẽ chú ý là có đường uống hoặc đường viên đạn nút tít. Bé nhỏ sốt cao mà không gọi là không hợp tác uống thuốc á, thì mình sẽ phải luôn dự phòng cái viên đạn nút tít này ở nhà để sử dụng cho bé khi cần thiết. Ngoài ra bù điện giải trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại, chỉ là chị để hình hai hình ảnh mà nó gọi là khá là đặc trưng thôi. Ví dụ Orezo hoặc Hydrid nhé. Tiêu chảy xử lý thế nào? Để kỹ nhất về phần này thì các mẹ xem lại live phần tiêu chảy của chị nhé. Nhưng chú ý là có những ba gạch đầu dòng cần nhớ khi xử lý tiêu chảy cho bé. Một là bù điện giải, hai là kẽm, ba là men vi sinh. Men vi sinh hoặc là nếu cần, tuy nhiên là thường tiêu chảy nên bổ sung men vi sinh cho bé. Chỉ cần cái lưu ý là gì? Chú ý chọn chủng men vi sinh phù hợp nhé. Dinh dưỡng, nó là rất quan trọng. Lúc nãy có mẹ hỏi chị là bé bị sốt virus mà bác sĩ chỉ kê hạ sốt với cả tăng đề kháng đó, bởi vì mình chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên là cái đặc hiệu nhất khi này nó chính là hệ miễn dịch của cơ thể. Và để giúp ích cho mẹ miễn dịch thì mình sẽ
bằng cách là cân bằng dinh dưỡng và tăng đề kháng cho bé bằng những cái sản phẩm, tức là ngoài chế độ ăn ra đó, cân bằng ăn cho bé ăn uống nhá, cân bằng ra thì mình sẽ có thể bổ sung thêm những loại như vitamin tổng hợp, hoặc nói về tăng đề kháng mình có thể nghĩ đến là vitamin D này, D3K2 này, có thể nghĩ đến kẽm và nghĩ đến men nói. Tăng đề kháng dùng men vi sinh nghe nó sẽ hơi ngạ lạ một chút đúng không, nhưng thực ra nó sẽ là một vòng kiểu dùng men vi sinh thì sẽ gọi là ổn định được đường tiêu hóa của bé, khi tiêu hóa ổn định thì bé ăn uống sẽ hấp thu được tốt đúng không, đầy đủ chất dinh dưỡng ăn uống hấp thu được tốt thì cái hệ miễn dịch đề kháng cơ thể sẽ khỏe mạnh, bởi vì nó tổng hợp được đầy đủ những chất cần thiết mà. Ok chưa, về phòng bệnh cho bé thì mình lưu ý gì? Hiện nay thì adenovirus vẫn chưa có vaccine đặc hiệu nhá. Các mẹ có thể nghe phong phanh một số thoáng một số tin, ví dụ như cái vaccine chủng vi khuẩn sống giảm độc lực và đường uống ấy, thì thực ra cái này thì nó thường là đang dùng cho đối tượng trên 17 tuổi và đến 50 tuổi. Tuy nhiên là số lượng hạn chế và hiện tại chỉ đang dùng cho quân nhân thôi. Nên là mình cứ coi như là chưa có cái vaccine nhá. Còn tuy nhiên vẫn có cái khuyến cáo là tiêm phòng đầy đủ vaccine. Vì sao? Bởi vì khi cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh lý gì, nó cũng là một trong những cái yếu tố để giúp cho adenovirus nó không thể tấn công được bé, hoặc là nếu có tấn công thì chỉ gây những cái triệu chứng lâm sàng bình thường và bé hoàn toàn khỏi được đúng không? Còn trên những bé nhỏ mà kiểu mình tiêm vaccine cho bé chưa đầy đủ, bé mắc bệnh này bệnh kia thì miễn dịch đề kháng của bé sẽ suy yếu cái giai đoạn đấy và bé sẽ tăng cái nguy cơ gặp nhiễm adenovirus. À, cái đầu tiên là như vậy, một là vaccine tiêm phòng đầy đủ cho bé, hai là giữ vệ sinh chung nói chung nhé, thứ ba là tăng tăng đề kháng, tăng dinh dưỡng cho bé hoạt động thể chất phù hợp, được chưa? Còn cái viên liên quan đến vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên bằng nước muối sinh lý thì cái này như bé lớn hơn một chút thì sẽ dễ thực hiện hơn đúng không? Là cho các bé súc họng rồi nhỏ mắt nhỏ mũi á, thì còn các bé nhỏ mà hợp tác thì mình cũng thể nhỏ mắt nhỏ mũi cho bé hàng ngày bằng nước muối sinh lý. À, chú ý như cái COVID-19 nó tạo được cái thói quen cho mọi người là đeo khẩu trang đúng không? Thì nó cũng là cái tốt để phòng virus adeno, virus nói riêng và các loại virus nói chung. À, bây giờ mình trả lời luận các mẹ nhé. Sao thế nhỉ? Mình định mở to mặt mình lên một chút, mình không đóng được slide thì thôi mình trả lời luôn. À, mẹ Minh Vi. Sao thế nhỉ? Đây rồi. À, được rồi. Mẹ My hỏi chị là bé nhà em 7 tháng sốt đã đỡ. À, câu này mình trả lời rồi đúng không mẹ? Mẹ Kim Ngân hỏi chị là nếu sốt kèm tiêu chảy thì nên làm gì ạ? Lúc nào cần đi viện vậy? Sốt kèm tiêu chảy thì quan trọng nhất là hạ sốt cho bé này. Điện giải này. Đó là hai cái vấn đề hạ sốt, xử lý vấn đề sốt rồi đúng không? Vấn đề tiêu chảy thì là kém men vi sinh và bù điện giải. Chị hướng dẫn cụ thể rồi, xem lại like của chị nhá. Lúc nào cần đi viện, thực ra nếu có điều kiện thì mẹ nên đưa bé đi viện sớm nhất có thể. Và những cái dấu hiệu mà, tức là gần như là, ví dụ những cái bất khả kháng bé không đi khám được ấy, thì những cái dấu hiệu nào thì bé cần phải đi viện? Thứ nhất là bé sốt cao kéo dài 39 độ mà kéo dài trên 3 ngày là chắc chắn phải đi viện này, cái này mẹ lưu ý này. Thứ hai là bé sốt kèm theo những vấn đề khác mà gọi là ngoài tầm kiểm soát của mẹ, và ví dụ như là bé có ho nhiều, ho đến mức khó thở, rồi là bé thở nhanh này, thở gấp này, có rút lõm lồng ngực thì cũng đưa về đi viện ngay nha, đấy là dấu hiệu vào viêm phổi rồi. Tiêu chảy mức nào thì đi viện, tiêu chảy cái mức mà mẹ không thể bù được cho bé đường, bù nước và điện giải cho bé được bằng đường uống đấy, bé đi rất nhiều mình không có cách nào để bù nước cho bé được và bé có những cái dấu hiệu mất mất nước, ví dụ như là môi khô, lưỡi 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 khô này, rồi là mắt này, quanh mắt này nó bị trũng này, hoặc là cái béo da bụng của bé mà nó lâu mất cái vết béo này, thì mẹ để ý những cái đấy nhá.
Về biếng ăn giờ phải làm sao chị? Trả lời hết về biếng ăn ở đây thì nó sẽ hơi bị dài nhỉ. Chị đang nhớ xem là chị có slide về biếng ăn không, nhưng mà chị nhớ là có đấy, em có thể tìm lại nhá. Còn trả lời nhanh về biếng ăn thì chị không biết là bé nhà mình mấy tháng rồi, cân nặng chiều cao của bé hiện tại thế nào, và cái tình trạng biếng ăn nó kéo dài bao lâu rồi. Nó là những thông tin chị rất cần biết. Và chị còn cần biết thêm là bổ sung những gì cho bé rồi, thì những cái khả năng ấy mà bé biếng ăn, những cái nguyên nhân thường gặp của biếng ăn, một là gì, nếu bé còn nhỏ thì phải để ý những cái wonder week nhá, tức là cái tuần khủng hoảng của bé nó có vào cái tuần khủng hoảng không. Còn nếu bé lớn hơn một chút thì mình sẽ phải để ý đến cái lúc đấy bé có tập trườn, tập bò, tập đi gì không nhá, có học nghề gì mới không. Ngoài ra rồi sau đấy mình sẽ phải nghĩ đến thiếu những cái vi chất, thì có thể những cái vi chất thiếu có thể gây ra biếng ăn cho bé là sắt, kẽm và B1, thế mình chú ý những cái đấy nhá. Thế nên mình sẽ xử lý theo nguyên nhân, thường biếng ăn sẽ xử lý theo nguyên nhân nhá chủ yếu. Và nếu bé có rối loạn tiêu hóa thì có thể là men vi sinh, cái này thì em xem lại live của chị nhá, nhắc của biếng ăn rộng nó có thể trả lời được ngay. Mẹ Xuân Vũ hỏi chị là chế biến thức ăn mình có nêm gia vị cho bé không? Bé được 10 tháng, thường thì bé dưới 1 tuổi người ta khuyến cáo là không không còn nêm thêm gia vị cho bé, chưa cần cho bé dùng muối em nhé. Bé dưới 1 tuổi chưa cần đâu. Nói chung là cho bé ăn nhạt được thì tốt. Sau bé trên 1 tuổi thì mình có thể nêm một chút rồi, hoặc là chọn những cái loại nêm nhạt thôi, loại gia vị mà dành cho bé và có được iốt nữa thì tốt nhé. Bé 10 tháng được 8 cân có suy dinh dưỡng không chị? 10 tháng 8 cân không suy dinh dưỡng đâu em. Bé bình thường, chị chỉ cho biết bé trai bé gái thôi. Rất cảm ơn các mẹ đã theo dõi cùng mình đến bây giờ. Và rất mong gặp lại các mẹ trong live tuần tới nhá. Chào các mẹ. Chúc các mẹ một tuần mới vui vẻ.